Xin chào các bạn đến với khóa học thực hành Jira Agile cơ bản cho Project Manager. Tiếp tục với chuỗi khóa học, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và tùy chỉnh thời gian làm việc trong dự án của các bạn nhé. Thì thông thường ấy, các công ty đang làm việc từ thứ hai đến thứ sáu trong các khung giờ từ 8 giờ 30 đến 5 giờ 30, hoặc có một vài công ty sẽ làm việc từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn một số công ty vẫn đang làm việc thêm ngày thứ bảy. Do đó, để thuận tiện cho việc quản lý công việc một cách linh động nhất ấy, thì Atlassian ấy, là cha đẻ của công cụ Jira ấy, cũng hỗ trợ các bạn tùy chỉnh điều đó nhé, để làm sao điều chỉnh thời gian nó phù hợp nhất cho từng dự án của các bạn. Ok, chúng ta bắt đầu nhé. Thì đây là màn hình Active Screen cho dự án mà chúng ta đang sử dụng. Thì để cài đặt thời gian, giờ giấc phù hợp với dự án của các bạn ấy, thì các bạn sẽ làm như sau. Ở cửa sổ Active Screen ấy, bạn click nút 3 chấm ở trên cùng phía tay phải. Thì trong các bài học trước ấy, chúng ta cũng đã cùng nhau tìm hiểu phần cấu hình Board Setting rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi chi tiết hơn về việc cấu hình thời gian làm việc nhé. Thì trong phần Setting ấy, chúng ta sẽ có khá nhiều các menu như General này, Column này, Swimlane và các option khác nữa. Ở đây chúng ta sẽ có phần Working Days. Bạn click vào Working Days, chúng ta sẽ tìm thấy cửa sổ cấu hình thời gian làm việc. Bạn để ý ở phía trên cùng ấy, chúng ta sẽ có một vài câu ghi chú. Những cái cấu hình này ấy, sẽ cho phép bạn highlight hoặc là loại bỏ những non-working day là ngày không làm việc khỏi phần report và phần edit của các bạn. Thì nếu chúng ta tùy chỉnh ở trong đây ấy, thì nó sẽ ảnh hưởng đến các phần như là burn down chart này, speed report, epic report, version report, control chart và một vài gadget như là sprint, hell, gadget, burn down gadget. Thì trước khi thay đổi cấu hình ở trong phần working days thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là trước khi thay đổi và sau khi thay đổi có những gì khác nhau nhé. Thì ở đây sau khi chúng ta thay đổi thì nó sẽ ảnh hưởng đến phần report. Do đó tôi sẽ mở phần report trước. Tôi sẽ giữ phần cấu hình này ở một cái tab riêng nhé, và tôi sẽ double cái này lên này. Sau đó tôi sẽ mở phần report. Trong phần report tôi sẽ click vào burn down chart nha. Tại vì phần burn down chart ở đây này có ảnh hưởng nhá. Là cái đầu tiên. Tôi sẽ xem phần report cho burn down chart của sprint hiện tại và sprint 3. Ở đây bạn để ý chúng ta sẽ có ngày là non working day là ngày 18 tháng 2 và 19 tháng 2. Đến ngày 20 tháng 2 chúng ta back lại làm việc. Hay là ngày 25 tháng 2, 26 tháng 2, 27 back lại làm việc. Đó, ok. Tôi sẽ back lại phần cấu hình. Tôi sẽ update phần time zone trước nhé. Thực ra phần này tôi cũng không cần update cũng được. Thôi cứ update cho chính xác. Chúng ta là Asia này. Bạn chọn Việt Nam thôi. Việt Nam của mình thì mình sẽ chọn theo cộng 7. Hồ Chí Minh. Ok. Và sau khi bạn chọn thông tin ở đây, nó sẽ tự động save nhé. Auto save. Tiếp theo, đến phần Standard Working Days. Chúng ta sẽ lựa chọn thêm ngày làm việc tiếp theo là ngày thứ bảy. Đó. Sau khi chúng ta đã update thông tin setting ở đây rồi, chúng ta sẽ back lại phần report. Tôi sẽ giữ lại thông tin ở trên cái tab này. Vì đây là thông tin trước khi chúng ta update lại cấu hình. Do đó, tôi sẽ duplicate một cái tab mới. Before này, và after nhé, để chúng ta cùng nhau compare. Bạn để ý, sau khi chúng ta thay đổi cấu hình ấy, thì bây giờ phần non-working day màu ghi này chỉ còn một ngày nữa thôi, là ngày 19 tháng 2, 26 tháng 2. Thì đây sẽ là ngày Chủ nhật nhé, ngày Chủ nhật. Đây phần after, còn phần before của tôi sẽ có ngày 18 và 19 là ngày thứ bảy và Chủ nhật. 25, 26 là thứ bảy và Chủ nhật. Tôi sẽ back lại phần setting. Hiện tại chúng ta đang cấu hình là ngày thứ bảy là ngày làm việc chính thức ở trong tuần. Tuy nhiên ấy, sẽ có một vài công ty họ chỉ làm nửa ngày thứ bảy thôi. Do đó ấy, nếu họ muốn chỉ cấu hình ngày thứ bảy làm việc 1/2 ngày còn 1/2 ngày là không làm việc, thì hiện tại cái tool Jira đang không hỗ trợ cấu hình kiểu đó nhé. Do đó ấy, nếu công ty của bạn ấy làm cả full ngày thứ bảy hoặc làm một nửa ngày thứ bảy thì bạn vẫn lựa chọn là phần Standard Working Days là
bao gồm thứ bảy nhé. Chúng ta vẫn còn cái phần là non-working days và có thể add date vào đây nhé. Tôi lấy ví dụ ngày 19 tháng 2 của chúng ta, đây, 19 tháng 2 là Chủ nhật. Ok, thì đúng là non-working day rồi. Còn bên cạnh đó, chúng ta sẽ có ngày 18, chúng ta để non-working day. Cái này thì lại là bị sai. Vì nếu bạn cấu hình được ngày 18 này và 1/2 ngày thì nó sẽ đúng. Còn nếu bạn để ngày 18 như này thì nó sẽ lại không đúng. Tôi back lại phần report nhé. Tôi refresh phần này này. Đó. Nếu tôi để exception ở đây là ngày 18 tháng 2, đó là năm working day. Có nghĩa là theo cái lịch của tôi vẫn làm thứ bảy. Tuy nhiên, thứ bảy này tôi nghỉ. Lại có trường hợp như này nữa cơ. Một vài công ty trong tháng họ có thể sẽ chỉ làm việc 2 ngày thứ bảy, có nghĩa 2 ngày thứ bảy còn lại họ sẽ nghỉ. Nếu mà như vậy thì nó sẽ đúng với việc cấu hình như này. Tôi sẽ làm lại nhé. Add date này. Giả sử trong tháng 2 năm 2023 bạn sẽ làm việc 2 ngày thứ bảy, đó là ngày mùng 4 và ngày 18, thì bạn sẽ add là ngày 11 này, add thêm ngày nữa là ngày 25 là ngày non-working day, có nghĩa là bạn sẽ nghỉ. Bắt lại phần report này. Thì lúc này, ngày 25, bạn sẽ nghỉ. Những cá nhân tôi đánh giá ấy, thì hiện tại hệ thống Jira ấy, hỗ trợ là khá linh động cho việc cấu hình thời gian làm việc. Tuy nhiên thì nó cũng không thể là hỗ trợ được một cách triệt để. Như tôi nói lúc nãy ấy, là ngày thứ bảy là việc 1/2 thời gian, là chỉ cấu hình làm việc 1/2 thời gian thôi. Đó. Thì đâu đó có thể trong tương lai thì hệ thống Jira nó sẽ hoàn thiện hơn và có thể hỗ trợ các bạn cấu hình một cách flexible hơn. Tuy nhiên như hiện tại cũng khá là đầy đủ rồi. Ok, tôi sẽ kết thúc video tại đây. Thì sau khi bạn học xong video này ấy, bạn cũng đã biết là cách cấu hình thời gian làm việc để phù hợp nhất cho công ty bạn này, cho dự án của các bạn. Vì chúng ta sử dụng tool Jira để quản lý công việc cho dự án của các bạn này hay là cho công ty của các bạn ấy, thì việc cấu hình working day làm sao phù hợp đối với cái thời gian thực tế làm việc của công ty, của dự án của các bạn ấy là rất cần thiết. Do đó, việc cấu hình này là rất quan trọng nhé. Thì trước khi chúng ta bắt đầu sprint đầu tiên ấy, thì các bạn nên cấu hình đầy đủ những thông tin này để cho việc đo đạc, tracking thông tin nó đầy đủ và chính xác nhất. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các bài giảng sau. Bye bye.